À, mang cái là Chúa đã cho chúng con, cho chúng cảm ơn rất nhiều sao. Thánh linh của Ngài sao là đấng mà dẫn dắt chúng con sao, đấng mà dẫn chúng con cho vào trong hành lang của Ngài sao, vào trong nơi chí thánh của Ngài sao, vào trong nơi thánh của Ngài sao, và vào trong nơi chí thánh của Ngài sao, cho con cầu nguyện sơ để rồi Ngài giúp chúng con sao. Chúng con không thể gọi là đến với Đức Chúa Trời được sao, nếu mà không qua Chúa Jesus chào, chúng con không thể gọi là gặp mặt Chúa sao, mà không mặc lấy gọi là sự rửa sạch của Chúa Jesus chào, bởi dòng huyết của Ngài sao bao phủ chúng con sao, bởi vinh hiển của Ngài bao phủ chúng con sao, chúng con đứng trước mặt Ngài mà không sợ sệt sao, không run rẩy sao, và chúng con đứng trước mặt Ngài trong sự kính sợ sao, trong sự mà ô tôn vinh Ngài sao, trong cái sự mà ngập tràn niềm vui sao, trong cái sự mà ngập tràn hạnh phúc cho, trong cái sự mà gặp tràn cái sự thỏa mãn cho, sự bình an cho tình yêu của Ngài sao, của cô cầu nguyện để rồi Ngài giúp con sao để ở trong nơi chí thánh của Ngài sao, Ngài đục đẽo linh hồn của con sao, để cho tư tưởng Amen. cảm xúc của con sao phải tràn đầy tình yêu sao, tràn đầy sự hân hoan sao, tràn đầy sự vui mừng sao, tràn đầy sự sức sống sao, tràn đầy cơ gọi là cảm giác được làm con của Ngài sao. Ôi Chúa con, Ngài giúp con sao để chúng con hiểu được sao được làm con của Ngài quan trọng như thế nào sao, được làm con của Ngài sao, được đứng trên tất cả các tạo vật sao, được Chúa ban cho một cái bản tính của Ngài sao, được Chúa ban cho những cái công thức sao, những cái bài học sao, những cái sự huấn luyện sao, để chúng con sau này trở nên những con người mà kế vị của Đức Chúa Trời sao, đồng cái tự với Đấng Christ sao, cô cầu nguyện xin Ngài giúp con sao, ô chúng con sao được làm con của Ngài sao, ô thật quý giá như thế nào sao, ôi được mặc lấy hình ảnh của Đấng Christ trên sống của mình là tuyệt vời như thế nào sao, ôi chúng con cảm nhận rất nhiều vì Ngài cho con thấy được sao cái sự công bình sao, sự lẽ thật của Ngài sao, là cái thứ mà chúng con cần thiết cho những điều mình khiến cho để sống con trở nên chính mình sao, trở nên chính con người mà chúng con được dựng nên từ lúc ban đầu sao, con cảm nhận rất nhiều vì Ngài Amen. rút chúng con ra khỏi thế gian tối tăm bẩn thỉu gian ác dối trá hư không này sao, điên dại này sao, để đầu xuống bao được Ngài rửa sạch sao, được Ngài bóc lên vào trong vương quốc của Ngài sao, trong nơi sáng láng sao, vào trong sáng của Ngài sao, con quay hết tất cả những cái sự tối tăm trước kia sao, vì ôi những cái điều gì đã qua sao, tất cả những cái điều đó sao sẽ gọi là không còn ai nhớ đến những kỷ niệm của những cơ gọi là Babylon và ma quỷ nữa sao, người ta chỉ còn nhớ lấy kỷ niệm của Đức Chúa Trời sao, chỉ còn lời Ngài tình yêu của Ngài là còn lại đời đời sao, tất cả những cái sự Amen. gọi là gian ác sao, những cái sự mà những cái sự mà sai chọc chơi sẽ bị quên lãng hay sao, Chúa nói rồi sao, tất cả những kỷ niệm của nó sẽ bị lãng quên hay sao, một câu nguyện rồi Ngài giúp con sao để rồi để sống con sao, con luôn biết rằng sao con là những con người mới sao, con sống trong vương quốc mới của Ngài sao, con được Chúa dựng nên Chính. theo hình ảnh của Ngài sao, để rồi được Chúa ban cho gọi là quyền năng được trở nên giống Ngài sao, và cai trị cùng với Chúa sao, con cầu nguyện xin Ngài cùng với tất cả anh chị em con sao, con người, chúng con yêu Ngài sao, con yêu nhau sao, yêu người cha thật lớn con sao, là người mà hướng dẫn dẫn dắt con sao, cầu nguyện để rồi Ngài cho phước cho ông sao, hôm nay là ngày cực kỳ đặc biệt cho con nguyện cái đầu Ngài ở cùng sao, Ngài thần của Ngài, ân điển của Ngài sao, niềm vui sẵn hồn của Ngài sao, bao trùm hay chúng con sao, trong cái ngày ô chúng con kỷ niệm chúng con hân hoan cùng người cha lên con sao, con cầu nguyện xin Ngài cùng con sao, trong cái ngày đặc biệt hôm nay sao, con cảm ơn Ngài rất nhiều sao, con cầu nguyện danh Đức Chúa Amen. Amen. Cảm tạ Chúa. Amen. Cảm Chúa Được hôm nay mẹ. thứ bảy, cảm Chúa rất nhiều. Chúng ta cầu nguyện cho buổi nhóm, cầu nguyện cho ngày đặc biệt của người đặc biệt. Người đặc biệt đó sẽ được công bố sau. Sẽ dành cho những giây phút cuối cùng. Ý là dành dành cái điều điều tuyệt vời nhất sẽ được bày tỏ cuối cùng, nó không không được bày tỏ lúc đầu đâu, ai ai dự 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 phần tiệc đến cuối cùng mới được thưởng thức gọi là Rượu chương trình đặc ngon. biệt. Dạ đúng rồi, cảm ơn Chúa nên mọi người hãy tiếp tục chương trình đến sáng hôm nay. Cảm ơn Chúa.
À, chúng ta cầu nguyện cho buổi nhóm hôm nay của Thánh Mercy of God ở cùng với một sư cường, cầu với một sư hồi hương để chia sẻ lời Chúa ở cùng với cô Chay và ban thờ phượng Lê Vy. Amen. Thánh Chúa, hôm nay chúng ta sẽ học đề tài về nhận biết thời kỳ mọi người nhé. Nhận biết thời kỳ, nhận biết thời thế và cơ hội thế lệ. Hôm nay chúng ta học về bài học như vậy, mọi người cầu nguyện. Đó. Đặc biệt là gì em nào? Đặc biệt là cái gì? Đặc biệt, chương trình đặc biệt của người đặc biệt sẽ được tiết lộ trong những cái giây phút cuối cùng. Những giây phút cuối cùng, chương trình phần đặc biệt sẽ được dành Nhưng cho chương trình cuối cùng. Đó, chưa mà được tiết lộ. đặc biệt nó là cái gì? Đã đặc biệt rồi mà chưa bắt Nhẫn máy lại, đâu. nhẫn lại, nhẫn nhẫn lại hiến ạ. Em Nam công bố sau, bây giờ cầu nguyện trước đi. Nguyện nha Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Đức Chúa. Cảm ơn Đức Chúa. Cảm ơn Đức Chúa. Hôm nay cầu nguyện như cho buổi nhóm. Chúng con cảm ơn Chúa về buổi nhóm mà Ngài đặt để trong ngày thứ bảy của Hội Thánh Mercy of God. Cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện cho buổi nhóm được Thánh Linh Ngài bày tỏ và dẫn dắt. Thánh Linh của Ngài được tuôn đổ xuống trong Hội Thánh của chúng con. Và Chúa ơi, chúng con yêu mến Ngài, Chúa ạ. Sự sức dầu của Ngài đổ trên người lãnh đạo, cha, thầy, anh chị em của chúng con. Ngài mở mắt chúng con, Ngài cũng mở môi chúng con và Ngài cũng mở đôi tai của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Ngài là cửa của chuồng chiên và Ngài cũng gọi chúng con là những người theo Ngài tăng trưởng lên để trở nên một cái cửa, cánh cửa để mở rộng ra cho nhiều con người họ bước vào trong lẽ thật, trong đường lối của Ngài, Chúa. Con cầu nguyện cho tấm lòng của chúng con, Chúa mở mở ra một cánh cửa lời của Ngài được đầy ra trong môi miệng của chúng con để cho lời Chúa được văng ra cho đến văng ra, Chúa. Cảm ơn Chúa. Cũng như chúng con, Chúa, được tiếp nhận những lời lẽ thật của Ngài từ những cánh cửa của người lãnh đạo sứ đồ Phaolô cùng tất thảy các sứ đồ và sứ đồ sinh đây và cha thuộc linh Nguyễn Mạnh Cường của chúng con. Nếu con cầu nguyện, Chúa chúc lành cho người MC Mỹ Chi. Cảm ơn Chúa. Nên Chúa đặt để lời trong cô Mỹ Chi để cô nói một cách mạnh mẽ, thần mạnh sức của Ngài, Chúa. Và lời nói khôn ngoan, lời nói mà trời đất rung chuyển, Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Mà con cầu nguyện trong những lời giảng, chia sẻ, bày tỏ lẽ thật của Ngài, bản chất của Ngài trong Mục sư Bùi Hoài Hương, những lời lẽ thật mà đã trở nên thịt, Chúa ạ. Ngài nói ngôn lời trở nên xác thịt, đầy ơn và lẽ thật khi lời từ trong tấm lòng được đầy ra thì Chúa đầy ơn lành đến trên những người nghe và đến trên những người họ đến trên những người họ họ yêu mến Ngài, Chúa ạ. Cảm ơn Ngài, Chúa ơi. Và Chúa ơi, cảm ơn Chúa vì Ngài chúc lành, chúc phước cho cả người công bình lẫn người gian ác, Chúa. Nên chúng con cũng chúc phước cho cả người công bình lẫn người gian ác, Chúa. Chúng con chúc phước cho cái người gian ác không phải là công việc của họ, nhưng chúng con chúc cho họ, Chúa, được khiêm nhường hạ mình, được lắng nghe thấy lời lẽ thật của Ngài để đánh tan đi sự gian ác ra khỏi họ, Chúa. Và cảm ơn Chúa rất là nhiều, Chúa ơi. Và người công bình thì Chúa ơi, chúng con chúc sự thêm hơn, Chúa ạ. Như lời Ngài nói, Chúa ạ, sự công bình sẽ được ra thêm, Chúa ạ. Cảm ơn Chúa. Và chúng con cầu nguyện biết ơn Chúa rất là nhiều, Chúa ạ, trong danh Chúa Giêsu. Và con cầu nguyện, Chúa ơi, cho
người anh Chúa của chúng con, đó chính là Chúa Trung. Và cảm ơn Chúa, cầu nguyện Chúa ơi, trong tấm lòng và cái lời nói của Chúa Trung, Chúa Ngài cũng cho chúng con nhìn thấy sự trưởng thành, sự phát triển trong Chúa Trung, tấm lòng yêu mến Ngài, thật lòng với Ngài, một tấm lòng đơn sơ, chân thành và một tấm lòng yêu Ngài, Chúa. Chú đã bày tỏ hết về cái nỗi lòng ra với Ngài, Chúa. Chú rất cần được Ngài mở môi miệng, chú rất cần nói như là những điều mà chú nghe từ nơi Chúa. Thì con cảm ơn Chúa, con cầu nguyện Chúa ơi, cảm ơn Chúa Ngài thêm phần trên mở rộng tấm lòng của chú, để chú mạnh dạn chú nói ra những lẽ thật của Ngài, Chúa ạ. Cảm ơn Chúa và con cầu nguyện chi thị cảm ơn Chúa Ngài cũng bày tỏ lẽ thật của Ngài trong tấm lòng của chị thì sứ điệp của Ngài trong buổi thờ phượng được đầy tràn ra, Chúa ơi. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh quyền năng của Ngài, Chúa ơi. Con cảm ơn Chúa về thần khôn ngoan, thần thông sáng, thần mưu toan, thần mạnh sức, thần hiểu biết và thần kính sợ Ngài trong đời sống của em Nam, Chúa ạ. Em thật là một người, Chúa ơi, đầy đầy sự khôn ngoan, đầy sự thông sáng, Chúa ạ, đầy sự lẽ thật của Ngài, Chúa ơi. Con cảm tạ ơn Chúa và con cầu nguyện, Chúa ạ, em Nam được hiểu được chính Ngài trong đời sống của mình. Chúng con học hỏi rất nhiều điều từ nơi em, Chúa ạ. Cảm ơn Chúa rất là nhiều và con cầu nguyện trong danh quyền năng của Ngài, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa và cầu nguyện cho chính đời sống của con đây, Chúa ạ. Cảm ơn Chúa luôn luôn hạ mình học hỏi những lời dạy của Ngài trên những người thầy, người anh chị em của mình. Con cảm ơn Chúa, Chúa ạ. Hội thánh của Chúa là hội những người mà hiệp một trong tình yêu của Chúa Giêsu, hội mà những người mạnh mẽ, hội mà những người mà luôn luôn bình an và vui vẻ, hội mà những người luôn tìm những điều tốt lành, Chúa, từ nơi Chúa cho nhau, Chúa. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. 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 Kapakadakasha pakadakasha papaharuja haruja papaharuja haruja pakadakasha pakadakasha haruja kapakadakasha. Và Chúa ơi, con cầu nguyện người cha thuộc linh của chúng con đang đứng trước những người mà họ đang cần tin lành nước trời của Ngài, Chúa. Họ đang cần sự sáng, Chúa. Thì người cha thuộc linh của chúng con là sự sáng phải soi trong tối tăm, và chúng con cầu nguyện để cái ngọn sáng của người cha thuộc linh của chúng con soi thấu tấm lòng của những cái người, Chúa, ở nơi đó, Chúa. Chỉ có nói lời sự sáng soi vào trong đó để Chúa nhìn thấy cái họ là ai, Chúa. Chỉ có nói ra họ nghe thấy lời của Ngài, Chúa, thì nói ra họ bị thuyết phục, Chúa. Cảm ơn Chúa. Thì con cầu nguyện để cho người cha của chúng con, Chúa, nói ra tất cả những cái điều mà lòng những người đó họ cần, Chúa. Chúa, chúng con cảm ơn Ngài rất là nhiều. Chúng con ngợi khen Ngài, chúng con ngợi khen Ngài, và chúng con cầu nguyện đập tan cái sự tối tăm ra khỏi những người mà đối diện với người cha thuộc linh của chúng con, Chúa. Chúng con cầu nguyện, Chúa, Ngài cũng mở lòng, mở môi miệng để người cha thuộc linh của chúng con nói tiếng Anh thật là mạnh mẽ và rõ ràng, Chúa. Tiếng là của Ngài, Chúa. Tiếng là của Ngài, nên Chúa, cảm ơn Chúa. Chỉ cần chúng con nhận biết Ngài, hạ mình trước Ngài, thì yêu Ngài, thì Ngài sẽ tỏ trên tấm lòng và đời sống của chúng con. Nên con cầu nguyện ân điển của Chúa đến trên người cha thuộc linh của chúng con, Chúa. Vinh hiển dành cho Ngài, Chúa. Vinh hiển dành cho Ngài, Chúa. Cảm ơn Ngài, chúng con yêu mến Ngài và chúng con tôn cao danh của Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Cha, chúng con Thánh Thần. Amen. 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 Con tại Cha, chúng con ngợi khen Ngài. Con đến với Cha tấm lòng biết ơn trong buổi sáng hôm nay. Cảm ơn Cha nhiều bởi sự nhân từ và lòng thương. Cảm ơn Cha và ân điển của Ngài ban cho, tình yêu của Ngài bao phủ lấy chúng con. Cảm ơn Cha nhờ ân điển của Ngài mà chúng con có sự mạnh mẽ, vững vàng. Đi theo Ngài, chúng con chắc chắn, tin tưởng, cậy vào trong mọi chuyện.
Con cảm ơn Chúa rất là nhiều bởi sự dạy dỗ của Ngài. Chúng con mỗi ngày trưởng thành và lớn lên. Chúng con đã vượt qua tất cả những sự học tin lành của Đức Quyết. Hay chúng con là những người con trưởng nam của Ngài Chúa ạ. Cảm ơn Chúa Ngài yêu chúng con, Ngài mới bày tỏ cho chúng con thì có mầu nhiệm lẽ thật của Ngài với cho chúng con thấy rõ chúng con, bản thân của chúng con và vị trí của chúng con mỗi ngày Chúa ạ. Con cảm ơn Chúa rất là nhiều với con cảm ơn Chúa con chưa chọn đời sống của chúng con và làm của lễ hy sinh cho Ngài Chúa ạ. Ôi chúng con dâng thân thể của chúng con làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Ngài. Đó là cách thờ phượng phải lẽ của chúng con. Chúng con hãy liều mình về vì Chúa Chúa ạ. Chúng con bỏ hết mọi sự thế gian này mà đi theo Ngài. Ồ, để Ngài dạy dỗ, khiển trách, sửa trị, huấn luyện chúng con. Để chúng con được trưởng thành hơn Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa, Ngài cáo chắc lòng của chúng con, Ngài làm sạch lòng của chúng con qua huyết của Chúa Giêsu Christ. Dạ. Cảm ơn Chúa để chúng con mỗi ngày chúng con phải đứng vững trong vị trí của chúng con mà đi theo Ngài. Chúng con là những người mà Chúa dùng để chúng con đem tin lành vương quốc của Ngài trải khắp đất này Chúa ạ. Chúng con phải đầy dẫy tin lành của Ngài Chúa, đầy dẫy tình yêu của Ngài, đầy dẫy sự dạy dỗ của Ngài thì chúng con mới có đầy, thì chúng lòng của chúng con mới nói ra những lời tốt đẹp cho hữu ích cho những người nghe. Ôi cảm ơn Chúa Ngài dạy dỗ chúng con để chúng con loại bỏ tất cả những gì ô uế thế gian này, những gì mà rác bẩn của thế gian này ra khỏi lòng của chúng con. Lòng của chúng con phải có tình yêu thương để tình yêu thương là vượt quá mọi sự hiểu biết chưa ạ. Chúng con không thể hiểu nổi nhưng chính Ngài ở trong chúng con. Nhưng chúng con tin rằng với sự với bình an của Ngài cho chúng con để chúng con tin tưởng và trông cậy vào Ngài trong mọi sự, những ta lân mà Chúa giao cho chúng con để chúng con sinh lợi lên, chúng con không có chôn đi ở dưới đất giống như một người nhận được một ta lân. Ồ, một ta lân đó là một ta lân có giá trị của nước trời, giá trị của vương quốc của Ngài. Chúng con phải từ một ta lân đó mà chúng con và nhân bội từ một hai với cả vạn lần ta lân đó, thì Ngài đến Ngài sẽ thấy những công việc của chúng con làm đều là tốt đẹp, thì Ngài yêu chúng con, Ngài mới cưới chúng con. Chúa ạ, chúng con phải trang bị áo cô dâu của chúng con là gái vai mịn, đó là sự công bình. Chúng con phải sống trong sự công bình, yêu thương thánh sạch của Ngài Chúa ạ. Chỉ có những điều đó thì chúng con mới có đủ để đứng trước mặt Ngài mà không xấu hổ. Chúa ơi, chúng con không có hổ thẹn khi chúng con đứng trước mặt Ngài bởi vì chúng con đã được trang bị sẵn sàng ở trên đất này rồi. Chúa ơi, cảm ơn Chúa Ngài yêu trong Ngài yêu chúng con trong những ngày còn lại này. Ngài còn sửa trị chúng con rất là nhiều. Chúng con phải hạ mình khiêm tốn để Ngài khiển trách chúng con, sửa trị cái tấm lòng của chúng con, cáo trách tấm lòng của chúng con, đốn lại cái tính cách của con để tính cách của chúng con được nên giống Ngài Chúa ạ. Ô này chúng con khi Ngài xuất hiện chúng con thấy Ngài như thế nào thì chúng con cũng được như vậy. Cảm ơn Chúa rất là nhiều bởi sự bày tỏ của Ngài để mỗi ngày chúng con hãy giữ tấm lòng của chúng con cho Ngài Chúa ạ. Ô chúng con phải đứng vững vị trí của chúng con, đứng vững với Ngài. Ồ, để chúng con có mối quan hệ với Ngài thì chúng con mới có sự đứng vững đó thôi. Có mối quan hệ với Ngài thì chúng con sẽ không sự sợ hãi. Chúng con phải biết kính sợ Ngài, chỉ có kính sợ Ngài là loại trừ tất cả những sợ hãi của chúng con rồi Chúa ạ. Ô thật là tuyệt vời biết bao Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa để chúng con là những người mạnh mẽ tin tưởng và khi chúng con cầu nguyện cho cầu thay cho gia đình cho con cái của chúng con thì tất cả những điều đó chúng con sẽ được nhậm. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa bởi chúng con biết lắng nghe và làm theo những điều mà Chúa dạy, và chúng cảm ơn Chúa để mỗi ngày tin lành vương quốc của Ngài sinh nở trên đời sống của chúng con rồi. Chúng con cảm tạ ơn Cha, chúng con yêu Ngài.
yêu ban chị em chúng con, chúng con dâng sự vinh hiển về cho Ngài, chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 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 Lạy Amen. Chúa. Amen. Amen. Cảm Chúa. Amen. Cái lời Chúa đã chờ em con, trời cũng cảm Ngài rất nhiều vì Ngài cùng với tất cả anh chị em con, trời con cùng ngồi ăn để đầu Ngài dạy dỗ hướng dẫn đời sống con, trời Ngài chữa trị đời sống con, trời cảm Ngài rất nhiều vì Ngài ban cho ông con quyền năng để giẫm đạp rắn rết bọ cạp một cái ngục thù nghịch dưới chân, trời con dập nát liên minh ma quỷ và Babylon trong chính đời sống con, trời trong chính hội thánh con, trời lửa của Ngài đổ xuống, trời Ngài nói rồi, trời Ngài quăng lửa xuống, trời lửa đã cháy lên, Ngài còn ước ao chi nữa, sao không nghĩ rồi sự sự thánh xác của Ngài sẽ đập nát tất cả những sự gian dâm, trời ô uế, trời những sự nghiện phim ảnh truyện tranh, trời những cái thứ dâm dục, trời cũng đập nát nó, trời liên minh các lậu quỷ Satan và con người cũ đó, trời ra khỏi đời sống con, trời và ra khẩu tất cả anh chị em con chơi cùng nghĩa rồi là đập nát tất cả những cái liên minh Satan ma quỷ ra của sự lầm bầm cho vô tính ra sự không tập trung cho cái sự mà chán nản cho cái sự mà buồn buồn bã cho cuộc đập nát dập nát hết trời và cái sự thiếu đức tin cho đập nát dập nát hết trời nơi hòn đá của Ngài sao đấy rồi chúng con chơi chúng con không có phần chi trong cái con người cũ và liên minh Babylon con người cũ đó ra nó bị quăng xuống hồ lửa sao đốt đời đời. Cảm ơn rất nhiều sao vì Ngài cho con sao để trở nên con người mới sao Ngài nói rồi sao chúng con là những người mà có hạt giống của Đức Chúa Trời bên trong sao chúng con không có thể phạm tội được sao và những người mà được Đức Chúa Trời chọn sao phải biết giữ lấy mình sao con nghĩ rồi Ngài giúp con sao chúng con biết giữ lấy mình sao con biết giữ lấy mình sao chúng con biết học hỏi lời của Chúa sao con biết phát triển con người mới của con sao con người mới của con là con người mà nó đủ sức để nó đánh thắng được tất cả gọi là Satan và con người cũ sao một khi mà con mạnh sao thì cơ thể con khỏe khoắn sao cơ thể con đầy đủ gọi là phòng hòn thủ bảo vệ ra để đâu không có một cái vi khuẩn virus ma quỷ nào có thể xâm nhập vào trong đời sống con sao con cầu nguyện xin Ngài giúp tất cả anh chị em con sao để đâu con học biết cách gọi là phát triển con người mới sao học biết thông hiểu trong việc mà học bài học về sự năng thánh sao và cũng như là chúng con cũng phải thông hiểu trong cái đời sống cơ đốc sao vì khi mà chúng con gọi là thiếu gọi là chúng con có năng đề khó khăn vấp ngã đó sao đơn giản mà chúng con thiếu lẽ thật của Chúa cho con thiếu sự khôn ngoan của Ngài sao con thiếu và chúng con không biết cách vâng phục theo ý muốn của Ngài sao vâng phục từ những điều nhỏ nhặt nhất chào từ Chúa nào sao khi mà con gọi là trung tín trong việc nhỏ sao thì con trung tín trong việc lớn sao khi mà chúng con gọi là chỉ sai một chút sao rồi sau đó nó sẽ tan dần lên sao nên chúng con còn phải cẩn thận cho tỉnh thức cha để biết rằng sao để mình nuôi con người nào trong đời sống mình sao thì con người đó nó trở nên mạnh mẽ sao và con người mới cũng con sao là con người mà sẽ đủ sức để thực hiện tất cả những công việc của Chúa giao sao chúng con gọi là mà nói rồi sao không một cái gọi là khó khăn nào vượt qua sức lòng người sao chúng con cần phải biết gọi là sức của con sao ở trong con người mới sao thì khi mà chúng con nuôi con người mới sao không có điều gì có thể gọi là chiến thắng được chúng con sao chúng con cần phải biết như vậy và biết gọi là vâng phục Chúa sao vâng phục sự dẫn dắt của Ngài sao để rồi chúng con luôn ở trong nơi chí thánh của Ngài linh hồn con sao luôn đi trong sự dẫn dắt của Ngài sao luôn ở trong nơi chí thánh của Ngài sao không gọi là đi ra khỏi sự dẫn dắt của Ngài sao nói rồi sao ai ở trong Ngài thì sinh ra lắm trái sao chúng con luôn ở trong Chúa sao phát triển các bông trái thuộc linh của Ngài sao yêu thương vui mừng bình an nhịn nhục nhân từ hiền lành trung tín mềm mại tiết độ sao chúng con phát triển các bông trái về cái sự tự tin cho sự dạng dĩ cho cái sự mà biết rằng là mình là con của Ngài sao và chúng con không còn là tâu mậu nữa sao những con được Ngài gọi là con sao chúng con là khi mà chúng con được Ngài giải phóng được tự do sao chúng con không còn gọi là trong cái sự sợ hãi trong cái sự mà nhắc đảm trong cái sự mà tự ti sao chúng con được làm con của Ngài sao Ngài nói rồi sao Ngài đã không phán xét con thì ai có quyền phán xét con sao con cùng nguyện đầu Ngài giúp con sao con sống với những cái điều đó sao sống với sự tự tin là con của Ngài sao để đầu chính Ngài đang sống trong chúng con sao không phải chúng con sống theo cái gạo lực không phải chúng con sống nữa sao mà ngài sống trong con sao cảm ngài xua con sao xin ngài cùng với tất cả anh chị em không cho ngày hôm nay sao chúng con được ngài
ban điện ở đâu chúng con được tổ chức, chúng con được học hỏi lời của Chúa sao qua người cha thuộc linh con sao con nguyện ở đâu ngài ban đầy giải thần của ngài sao giàu của ngài sao đốt đầy cho người cha thuộc linh con sao rồi để rồi ông đầy giải thần của Chúa sao ông công bố lời lẽ thật của ngài sao rồi con nguyện để rồi đó em còn sao lắng nghe trước bề chân của Chúa cho dưới người cha linh cũng con sao rồi con cũng nguyện để đầu chúc phước tất cả các anh chị em khác cũng con sao trong hội thánh cho trong tất cả các chương trình cho để con gọi là thực hiện những cái chương trình của Chúa cha rèn luyện chính cái những phẩm chất tính cách chuyên môn ở trong đời sống của mình cha trong cái việc mà làm việc trong cộng đồng làm việc trong đồng đội cha con cùng nguyện sẽ giúp con cha khi mà con được rèn luyện trong chính nhà ngài cha là nơi mà được bảo vệ cha nơi mà được Chúa chăm sóc kỹ càng cha và là nơi mà con phải cố gắng cha để rèn luyện đời sống mình cha trước khi mà ngài tung con ra khỏi xã hội này cha là nơi mà có gọi là nhiều cái trận chiến ác liệt hơn cha nay con nguyện sẽ giúp con cha để con tích góp cái thời kỳ ân điển cha để giúp con được ngài rèn luyện ở trong chính nhà của ngài sao ông cảm ngài rất nhiều sao con nguyện sẽ hãy ở cùng với tất cả những con người nghe sao con nguyện tất cả những cái người mà sẽ nghe lời của Chúa qua phương tiện internet sao cô con nguyện để đầu lời Chúa đâm vào trong lòng họ sao lời của Chúa như thanh gươm hai lưỡi sao xuyên thấu vào hồn linh cốt tủy của họ sao để rồi họ nhận biết được lời của ngài sao nhận biết được tin lành nước Đức Chúa Trời sao họ nhận biết được thời và kỳ của mình sao nhận biết được trong những ngày kỳ sau đó này sao tin lành nước trời phải được giảng ra khắp đất trời nếu mà không nhận biết được tin lành nước trời sao thì họ sẽ cứ ở trong cái tôn giáo sao trong cái sự dạy dỗ cũ kỹ sao mà cũ sao và ai mà ăn mà nó cũ sao sẽ bị hư thi theo nó sao này em con còn phải ăn bánh từ trời sao ở chính là tin lành đấng Christ sao đó là tin lành nước Đức Chúa Trời sao nên là đầy giải mọi điều sao là tin lành mà có đời đời sao nên con sẽ giúp con sao đầu giúp tất cả những con người nghe sao ân điển của ngài đổ trên họ sao chúng con được cứu bởi đức tin và ân điển sao nên con tin là sao ai mà lắng nghe sao họ tin vào Chúa sao họ tin rằng đây là lời của ngài sao đây là thật của ngài sao họ sẽ nhận được điều đó sao và ân điển của Chúa sẽ đổ trên họ sao để nào họ được nhận lấy lời của Chúa sao họ được tăng và họ họ được nắm bắt lấy cái sự thật sao khi mà sự thật đến sự lẽ thật đến cho đời sống họ sao ai nhận biết lẽ thật sẽ giải phóng họ sao họ sẽ không còn sống trong cái sự mà thiếu hiểu biết nữa sao sống trong cái sự gọi là cung rơi cung cung một câu nữa sao họ thật sự trở nên con của ngài sao họ thật sự biết rằng mình là con của Chúa sao mình có quyền trở nên Amen. kẻ kế thừa cơ nghiệp của ngài sao kẻ đồng trị với đấng Christ sao họ biết được ô mình là những người mà được Chúa kêu gọi trên vào để đặt để dưới trên đất này sao để thực hiện công việc của Chúa sao chứ không phải để buôn để bán để ăn để kiếm cơm gạo tiền sao như bao nhiêu người khác sao như bao nhiêu những người trong thế gian này bị lừa dối sao không đã có lẽ thật của Chúa sao không được giải phóng ra khỏi điều đó sao ôi rồi mở mắt tất cả gọi là các những con người nghe sao những tín đồ những cơ đốc nhân sao những hoặc là những con người mà đã được Chúa đặt để lẽ thật của những con người yêu mến là thật chào sẽ nghe được lời của Chúa sao ai tìm sẽ được chào ai tìm sẽ được ai gõ sẽ được mở sao con nguyện rằng những người tìm sao những người gõ sao họ sẽ đụng đến những cái bài học đụng đến những cái lời lẽ thật của Chúa sao nhờ trong hội thánh câu sao để đầu nhờ vào đó mà ôn những cái sự bày tỏ bao lâu nay họ họ cứ cầu nguyện sao để tìm kiếm cái cách thức nào đó để phục hưng phấn hưng sao thì họ tìm được chính chúng con sao cách thức nào đó để phát triển đời Amen. sống của mình sao tìm được chúng con sao ô họ nghe được những cái điều họ chưa từng được nghe sao họ sẽ bắt đầu để ý đến sao họ sẽ bắt đầu được Chúa mở ra sao ngày đó sao ai tìm sẽ gặp sao ai gặp cửa sẽ mở cho sao tất cả những con người mà cầu nguyện để phục hưng phấn hưng cho tất cả những con người cầu nguyện để tìm kiếm gọi là cái sự phát triển cho cái sự tăng trưởng cho tất cả những con người mà tìm kiếm cái sự mà gọi là phước đời sau sao tìm được phước cho ô thì Amen. họ sẽ nghe đến chúng con cho tất cả những con người mà tìm kiếm gọi là sự giàu sang cho sự khôn ngoan cho họ sẽ nghe đến chúng con cho tất cả những người mà tìm kiếm gọi là cái sự bình an cho cái sự giải quyết năng đề cho họ sẽ tìm được nghe đến chúng con cho ô vì Chúa nói rồi cho trước hết một sự tìm kiếm nước Đức Trời công bình của ngài sao thì ngài sẽ trả lời hết mọi điều sao ô nên chúng con đang công bố về nước Đức Trời công bình của ngài sao thì ô, đây là cái điều mà họ đang tìm sao điều này sẽ giúp cho họ giải quyết hết tất cả năng đề của họ sao dù bất cứ năng đề gì sao thì họ cũng sẽ được Chúa bày tỏ sao qua cái tin lành nước trời qua cái công bình của ngài sao con cảm ơn rất nhiều Chúa con chào con ngồi sẽ ngài cùng
với tất cả anh chị em con cha, học thánh cũng con cha, cũng cảm ngài cha, con dâng buổi hôm nay lên cho ngài cha. Hôm nay là ngày tuyệt vời cha, ngày mà ngài chúc phước cho ngài, mà ngài mà qua ngày này cha, qua ngày này cha, là ngài đặc biệt cha cho cái người đặc biệt trong đời sống con cha để đâu, qua đó mà cha cũng con được nhận biết bao nhiêu điều cha, cũng con được tăng trưởng cha, cũng con được học biết lẽ thật của Chúa cha, cũng con được nghe tiếng phán của ngài cha, cũng con được gọi là nhìn ra được bao nhiêu cái sự gọi là cái sự lừa dối ở trong đời sống của mình sao cùng ngày đó. Ngài chúc phước cho ngày hôm nay sao, chúc phước cho nhiều người đặc biệt ngày hôm nay sao, một con cảm ngài rất nhiều sao, tất cả mọi thứ đi theo sự dẫn của Chúa sao, trong sự vinh hiển của ngài sao, cảm ngài rất nhiều sao, con cầu nguyện danh Đức Chúa Jesus. Amen. Amen. Cảm tạ Chúa. Amen. Amen. Con để cho giữ yêu trong con cảm tạ người thân cha một buổi sáng phước hạnh của ngài, ân điển của ngài đổ trên từng anh chị em chúng con. Từ một ngày thánh nhật này, xin Chúa thần của ngài hướng dẫn từng anh chị em chúng con để chúng con làm mọi việc vì vinh hiển của Chúa, làm mọi việc để vô tôn vinh ngài. Xin Chúa chúc phúc lành cho tất cả chúng con là những người công bố, cũng như Pastor Cường, Pastor Hoài Hương được đầy dẫy tình yêu và thần của ngài, để lời của ngài nói ra và đều linh hướng bởi thần của ngài. Rồi cảm ơn Chúa, Chúa cũng cho chúng con là trong sự tôn vinh ca ngợi Chúa. Đó là điều mà chúng con phải làm mỗi ngày buổi sáng chúng con thức dậy, chúng con đều tôn vinh Chúa, ngài là Đức Chúa Trời vĩ đại của chúng con. Để chúng con mỗi ngày chúng con luôn là một người con, một người con của vua, thì chúng con cũng phải cũng được như vậy. Chúa ạ, con cảm ơn Chúa, ngài muốn chúng con trở thành con của vua thì chúng con phải học có tính cách của ngài, để mỗi ngày chúng con thực hiện công việc của ngài, dạy bày công việc của ngài cho tất cả mọi người, khi họ nhìn vào họ thấy chúng con là con của vua trời. Chúa ạ, cảm ơn Chúa, ngài yêu anh chị em chúng con, xin để là thánh linh của ngài dẫn dắt tất cả anh chị em chúng con, để chúng con trong buổi thờ phượng này chúng con được đầy sự vui mừng bình an hoan lạc đến với từng người, và nhất là những người nghe nữa. Xin Chúa mở tai mở mắt cho những người nghe để thấy những công việc mà Chúa đã bày tỏ cho tất cả những thế giới ngày hôm nay, để họ nhận biết ngài mỗi ngày một hơn, để mà chuẩn bị dọn lòng dọn trí tỉnh thức để mà chuẩn bị cho ngày Chúa Giáng Lâm, trong tin rằng lời của ngài và bình an của ngài chỗ đầy dẫy cho những ai yêu mến ngài. Con cảm tạ ngài trên cha, chúng ta cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm tạ Chúa. Ô lạy cha dấu yêu, trời chúng con ngợi khen tôn cao danh thánh của ngài trong đời sống của chúng con, bằng cách chúng con vâng lời ngài, Chúa ạ, vâng lời ngài, kính sợ ngài, những lời mà ngài phán ra chúng con run sợ vâng nghe theo lời ngài mà thôi, Chúa ạ. Chúng con cảm tạ Chúa, ngài đã trang bị cho đời sống của chúng con, và chúng con cũng biết được thời kỳ mà ngài đã cho chúng con để chúng con biết nắm bắt cho những thời gian còn lại. Chúng con không thể nào phung phí hoang phí nữa, Chúa. Chúng con cần phải trả giá để yêu ngài, và cũng phải trả lời trước mặt ngài vì những gì ngài đã ban phát cho chúng con. Bởi vì mọi việc ở dưới trời này đều có kỳ định, có kỳ sanh ra, có kỳ chết, có kỳ trồng, có kỳ nhổ, vật đã trồng có kỳ giết, có kỳ chữa lành, có kỳ phá vỡ, có kỳ xây cất, có kỳ khóc và có kỳ cười, có kỳ than vãn, có kỳ nhảy múa, có kỳ ném đá, có kỳ nhóm đá lại chơi, có kỳ ôm ấp và có kỳ chẳng ôm ấp, có kỳ tìm và có kỳ mất, có kỳ giữ và có kỳ ném bỏ, có kỳ xé rách và có kỳ may, có kỳ nín lặng, có kỳ nói ra, có kỳ yêu, có kỳ ghét, có kỳ đánh lạc và có kỳ hòa bình. Ô cha ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen cha để chúng con nắm bắt thời kỳ này là thời kỳ ân điển mà chính Chúa Giêsu đã trả một giá đắt cho chúng con. Chúa đã chết và sống lại toàn thắng cho chúng con, mà ngài đã trao cho chúng con quyền trên trời dưới đất rồi. Chìa khóa nước trời ngài cũng đã ban cho chúng con rồi. Chúng con không thể nào hời hợt và cái thái độ hời hợt bất kính đến những sự ban cho của ngài nữa, qua sự trả giá cái sự chết của Chúa nữa. Chúa ạ, chúng con phải sống cho ngài, vì ngài và bởi ngài mà thôi. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen ngài cho đời sống của chúng con luôn nhận biết ngài, bởi vì ngài đã đang trang bị cho chúng con những thức ăn lớn và trưởng thành
để cho chúng con nhận một cơ nghiệp lớn lao mà Ngài ban cho chúng con, biết bao nhiêu những thức ăn cứng mà Ngài ban cho chúng con, công nghệ làm người, thiết kế linh hồn, nghệ thuật đồng đi với Chúa, tư duy phân tích, tư duy chiến lược. Ô Chúa ơi, biết bao nhiêu những bài học mà chúng con học, chúng con cần phải ngồi nhai đi nhai lại thì nữa Chúa ạ, nghệ thuật đồng đi với Chúa, mang thai cho Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa và tình cha con nữa Chúa ạ. Ô Chúa ơi, biết bao nhiêu điều mà Ngài dạy cho chúng con cần phải ăn nuốt lời Ngài để cho những thức ăn đó thấm vào đường gân thớ thịt của chúng con, để mà vóc dáng hình dạng của Đấng Christ Jesus, con của cha đầy trọn ở trong lòng của chúng con, để chúng con giản dị đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa. Ngày hôm nay chúng con có buổi nhóm thờ phượng với Ngài, và chúng con cảm tạ Chúa bất cứ một điều gì, sự hiện diện của Ngài cũng ở trong chúng con. Chúng con đã được Thánh Linh thức tỉnh, chúng con biết rằng mỗi trong lòng của chúng con đã có một cái đền thờ rồi Ngài ạ. Chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con dọn tấm lòng, dọn cái đền thờ, quét dọn đền thờ ngay trong lòng của chúng con từng giây phút đây, và chúng con có những ngày tháng là Ngài đã tạo dựng nên. Chúng con biết trân quý thời gian không gian của Ngài cho chúng con. Dạ, ngày hôm nay chúng con con yêu Ngài, chúng con có những buổi, chúng con có buổi cùng với nhau đến với Ngài cha, và qua những lời công bố của chúng con, qua trong cái chương trình chúng con tôn cao danh thánh của Ngài, xin Ngài chúc lành và chúc phúc đổ đầy thần của Ngài đầy rẫy trên từng anh chị em của chúng con, để chị chi công bố ra những lời mạch lạc rõ ràng, để mà danh Chúa được cả sáng trên đời sống của hội, trên chúng con, và cho hội thánh sự thương xót của Ngài đúng như tên mà Ngài gọi chúng con. Chúng con cầu nguyện cho Chúa Trung ơi, để tất cả những công việc làm về kỹ thuật được trôi chảy. Chúa ạ, chúng con cảm tạ Chúa để khi mỗi lần tay Chúa làm thì tâm trí của Chúa cũng nhìn thấy được cái sự hiện diện của Chúa, để không có mảy may lạc cái tấm lòng, lạc xa những cái lời lẽ thật của Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa bởi vì chính Ngài đang sống và động ở trong từng anh chị em của chúng con, sống động trong hội thánh của Ngài. Chúng con cảm tạ ngợi khen Ngài. Chúng con thật là được Ngài ưu ái và tín nhiệm sử dụng chúng con trong công cụ để mà làm cho tin mừng vương quốc của Ngài được lan ra khắp đất này, Chúa ạ. Chúng con cảm tạ Chúa cho lời cầu nguyện của em Thủy được vang ra đầy năng quyền tình yêu của Ngài, Chúa ơi, để thấm vào những lòng con người được tan vỡ và ăn năn. Từng hành động của chúng con, từng cử chỉ của chúng con tôn cao danh thánh của Ngài, không phải chỉ trong ngày hôm nay mà cả từng giây phút trong đời sống của chúng con còn lại. Chúng con mến yêu Ngài và chúng con cảm tạ Chúa, chúc lành và chúc phúc cho em Nam, em Hiến là những người thật là trân quý, Chúa ạ. Chúng con cảm tạ Chúa cho tấm lòng của các em được nồng cháy ngày càng hơn hơn cho Ngài, dám trả giá cho Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa, và Chúa cũng chúng con cũng cầu nguyện và chúc lành chúc phúc cho lời nói của con cũng vậy, những lời cầu nguyện của chúng con, riêng con, thần của Ngài đầy rẫy trên con, để gạt bỏ hết tất cả những vấn vương trong đời sống của chúng con, những cái thứ của thế gian nó ném vào đầu chúng con, làm cho chúng con phải lo âu, thì trong danh của Chúa Giêsu, lửa của Ngài sáng xuống và tiếp tục sáng xuống trên hội thánh của Ngài, trên từng anh chị em của chúng con đây, để cho chúng con được sạch 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 mỗi ngày, Chúa ạ, được tinh tuyền mỗi ngày, để chờ đợi, để chuẩn bị cho ngày Chúa Giêsu trở lại. Và chúng con cũng cầu nguyện chúc lành chúc phúc cho một người như em Nam nói là người đặc biệt trong ngày đặc biệt này, và Chúa cũng dùng người đặc biệt này để mà Chúa mở mắt chúng con, để cho chúng con cũng thấy được chính chúng con là một người đặc biệt như thế nào trước mặt Chúa, mà chính chúng con là một tạo vật tuyệt tác như thế nào mà được Ngài sinh ra cho chúng con trong Amen. thế gian này, và chúng con còn có một cái bản vẽ của Ngài
thì cho chúng con từ trước sáng thế trong đấng Christ Jesus con yêu dấu của Ngài rồi nữa. Ô Chúa ơi, chúng con biết ơn Ngài thật nhiều vì sự lớn lao mà Ngài ban cho chúng con để chúng con biết trân quý. Ý Chúa ạ, chúng con biết trân quý để kính sợ Ngài, để hoàn tất những công việc mà Ngài ban cho chúng con, sử dụng chúng con trong thời kỳ cuối cùng này, trong đội quân đặc nhiệm này. Chúa ơi, chúng con biết ơn Ngài, chúng con cầu nguyện trong danh thánh của Chúa Jesus Christ. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Để đưa cho con. Amen. Amen. Bất tử nhiên. Chị thấy không mà? Thấy không có? Chắc chị Thủy mệt. Dạ. Chưa chưa Dạ. lời chưa chị Thủy. Chưa chưa lời chưa Thủy. Alo. Dạ, bác Amen. Cường. Làm sao? Đang lái ô tô nên là chắc nó ẩm. Và gì tôi công bố thôi nhá. Tạ ơn Chúa. Thật sự yêu tạ ơn Chúa thật nhiều vì Ngài ở giữa chúng con, Ngài yêu chúng con và ôm ấp chúng trong lòng. Tạ ơn Chúa vì mỗi đêm Ngài tự buông linh hồn, thần linh và cả thân thể chúng con nữa Chúa, để về để trở lại với Ngài, để tái tạo lại Chúa. Và buổi sáng sớm Ngài ban trả lại thần linh, linh hồn, thân thể chúng con Chúa, để trong sự tươi mới của Thánh Linh Chúa, ôi, trong quyền năng sức mạnh của Ngài Chúa, trong thần khôn ngoan, thần thông sáng, thần mưu toan, thần mạnh sức, thần hiệp, thần kính sợ Ngài Chúa ơi. Chúa đã cho chúng con cơ hội để nhận biết Chúa, cơ hội yêu Chúa, cơ hội lại có cơ hội để bày tỏ Ngài ra Chúa ạ, cơ hội để làm ra những điều gì mà có cho cơ nghiệp chúng con, để sau này khi chúng con ô rời đất này, chúng con vào trong vương quốc ngàn năm và cả cõi đời đời Chúa ạ, để chúng con nhận biết Chúa thêm nữa Chúa ơi. Như lời Chúa nói rồi, ta cho người núp dưới bóng tay ta để giữ các tầng trời lập đền đất Chúa ạ. Tạ ơn Chúa vì Chúa dám tin tất lời của Ngài Chúa ạ, những điều gì tai chưa nghe, mắt chưa thấy, lòng nguyện chưa như đến, như chúng con dám tin Chúa ạ, bởi Chúa yêu Ngài, đơn giản Chúa yêu Ngài vô điều kiện, bất kể Ngài không chúc phước chúng con, Chúa vẫn cứ yêu Ngài Chúa ạ. Trong danh Chúa Jesus Christ, Chúa có thể lấy đi tất cả mọi sự của chúng con Chúa ạ, cả mạng sống cho con nữa, cả cha mẹ vợ chồng con cái chúng con Chúa ạ, nhưng không bao giờ được lấy Ngài ra khỏi chúng con Chúa ạ, vì Ngài là của chúng con của Chúa ạ. Ngài là cha, là Chúa, là thầy, là bạn, là anh, là chồng chúng con Chúa ạ. Ngài là tất cả cho tất cả chúng con, Ngài cần chúng con hơn tất cả mọi sự Chúa ạ, mà chúng có thể hình dung tưởng tượng nổi Amen. Chúa ơi. Ôi, tất cả mạng sống chúng con, đời sống con như là của lễ dâng cho Chúa ở trước bàn thờ Ngài, xin lửa của Chúa giáng xuống và thiêu hóa đi Chúa ạ, để tất cả điều gì Ngài mong muốn về quay trở về Ngài Chúa ạ, để đẹp lòng Chúa. Chúa yêu Ngài, Chúa tha thiết tha nhận biết Chúa, thiết tha để phục vụ Chúa một cách hiệu quả Chúa, và bày tỏ Ngài một cách sống động nhất, bày tỏ Ngài một cách quyền năng mạnh mẽ nhất Chúa ạ, trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah, cảm tạ ơn Chúa. Ngợi khen Chúa vì điều kỳ diệu Ngài làm trên chúng con Chúa ạ. Ngài hứa chúng con rằng việc mà chúng con đưa phần sót lại của dân Chúa trở về Ngài là việc nhỏ, Ngài còn làm chúng con trở lại là sự sáng cho dân ngoại, sự cứu rỗi của Ngài đầu cùng đất Chúa ơi. Chúa dám tin vào tất cả lời của Ngài Chúa ạ. Chúng con DNA của Chúa là hậu sủng ái của Ngài Chúa ạ. Là kẻ mà Ngài đã coi chúng con là trung thành và đặt chúng con là kẻ giúp việc Ngài quản trị và phân phát sự mầu nhiệm vương quốc Ngài Chúa ạ, để Amen. trong vương quốc làm việc này mà chúng con qua chúng con đây Chúa ạ, mà sẽ 603.550 những tay đầy lý người, những quan trưởng, những vua, những nguyên thủ quốc gia Chúa ạ, những triệu phú, những khoa học gia Chúa ạ, những vua trong tất cả lĩnh vực của tâm linh, chính trị, kinh tế, thương mại, truyền thông, thể thao, văn hóa, nghệ thuật, khoa học, giáo dục, an ninh, giải trí, quân sự, quốc phòng và tất cả lĩnh vực khác Chúa ạ, qua chúng con đây Chúa ạ, để biến đổi thời gian này, để hồi phục lại mọi sự và dâng vinh hiển cho Ngài Chúa ạ, những vinh hiển mà tổ tiên chúng con đã làm mất. Trong danh Chúa Jesus Christ, tổ phụ chúng con đã không làm được Chúa ạ, thì đời chúng con phải làm được và hoàn trả vinh cho Chúa, để chuẩn bị cho chúng sân sẵn lòng, và như dân Báp Tít đã dọn đường cho Chúa Giêsu tái lâm là tới lần thứ nhất Chúa, thì chúng con cũng dọn đường cho Ngài, chúng con dọn đường cho Ngài ô lần này Chúa ơi, trong danh Chúa Giêsu, con dọn đường cho Chúa, dọn đường cho Chúa Chúa ạ. Tạ ơn Chúa, Đức Thánh Linh của Ngài ở với chúng con, Thánh Linh dạy dỗ bảo ban Amen. và sử dụng môi miệng chúng con, sự tấm lòng chúng con Chúa ạ. Ô thật đức tin của Ngài phú chúng con, khi Ngài dẫn chúng con từ đức tin, từ đức tin, từ ân điển, từ ân điển, từ vinh hiển, từ vinh hiển Chúa ạ, để đấng Christ được thành gốc rễ chúng con Chúa ạ. Cảm ơn Chúa thật nhiều.
Cảm ơn Chúa. Ô Rasaka, vì chúng con là câu trả lời của Ngài cho muôn dân Chúa ạ. Ô bao nhiêu người đã cầu nguyện về phấn hưng, về phục hưng Chúa ạ. Ô và đây, ô chính chúng con đây Chúa ạ. Thì vì vậy Chúa ơi, hãy giúp chúng con để chúng con bày tỏ Ngài ra một cách xứng đáng nhất Chúa ạ. Để người ta có thể nhìn Amen, thấy, amen. ô, người ta nhìn thấy chúng con, nhìn thấy Ngài Chúa ạ. Để như chúng con có thể nói được ai thấy cha, ai thấy ta thì cha. Như Chúa Giêsu vậy, cho con tạ ơn Chúa, cho con ngợi khen Ngài. Ô Chúa ơi, song danh vương quyết xin Chúa chúc lành thật dư dật Chúa ạ, cho đứa con của Ngài Chúa ạ. Đó là đường đạo tập hợp thật Đức Trời Chúa ạ, là mà Ngài đang muốn bày tỏ đây Chúa ạ, bày tỏ một cách vĩ đại nhất Chúa ạ, trong đạo binh thực nghiệm này. Đạo binh mà khi xuất hiện thì mặt trời mặt trăng phải tối tăm, các ngôi sao không sự sáng, tất thể ngôi sao trong chính trường, tất thể các vua quan, mặt trời mặt trăng ở trong các quốc gia dân tộc đều phải tối tăm hết Chúa ạ. Và đất từ trước đã như vườn Eden, sau đó thì chẳng có gì trốn vào chúng nó, vì trước chúng con còn được, sau đó chúng con còn được trái tiêu Chúa ạ, và Chúa sẽ hủy hoại hết tất thảy những giá trị dấu ấn thế gian này Chúa ạ, để phục hồi lại những giá trị nguyên tắc của Đức Chúa Trời đã có, bây giờ có và sau còn đến Chúa ơi. Chúa tạ ơn cha, ơn tâm thiêng của Chúa là tình yêu chúng con Chúa ạ, tình yêu của Ngài trên chúng con, với chúng con đầy ngập trên chúng con Chúa ạ, và nguyện chúng con trải nghiệm được tình yêu mà Chúa Cha đã yêu được chúng con thế nào Chúa ạ, để chúng có thể yêu thương nhau cái vô điều kiện như của Ngài. Chúng ta ơn Chúa thật nhiều. Đây cho buổi nhóm thượng vụ chúng này Chúa ạ, để lời Chúa được giao giảng một cách như sấm truyền Chúa ơi, trong danh Jesus Christ để thay đổi tất cả mọi người nghe, để đập nát tan tất thảy một lòng cứng cỏi Chúa ạ. Vì Chúa lời Chúa bớt vỡ đá, và không có một đá nào, không sỏi nào có thể đứng nổi trước mặt Ngài Chúa ơi, trong danh Jesus Christ. Và nguyện một lời cầu nguyện của chúng con hôm nay, cầu chiến lược cho các dân các nước, cầu nguyện cho các lĩnh vực, các nhu cầu ngày hôm nay Chúa ạ, được Ngài sử dụng. Ngài không chỉ nhận thôi đâu Chúa ạ, mà Ngài cầu nguyện cho chúng con, bởi thần cầu nguyện là sẽ ân phước Ngài đổ cho chúng con không chừng mực, bởi Thánh Linh yêu chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con yêu cha, chúng con yêu nhau, chúng con nhìn thấy Ngài trong nhau Chúa ạ. Ô sự trông cậy vinh hiển, chúng con dâng Ngài một sự cảm tạ ngợi khen, cầu nguyện nhân Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Amen. Hallelujah.